Vâng, xin chào mọi người đã đến với kênh của Tofu Game. Đây là kênh của mình chuyên chia sẻ những gameplay, những cái game mà mình chơi. Và hiện tại thì mình đang chơi game Black Myth Wukong mỗi ngày ở trên sóng livestream và 23 giờ hàng ngày. Nếu như bạn nào muốn xem kênh, muốn xem mình chơi Black Myth Wukong thì có thể đến chơi cùng với mình vào mỗi buổi tối nhé. Có thể nói rằng game Black Myth Wukong là một cái tựa game mang tính đột phá trong năm nay khi nó mang đến một làn gió mới và một câu chuyện mới của Tây Du Ký lồng ghép ở trong câu chuyện. Tuy nhiên là có một cái điểm trở ngại cố hữu mà tất cả mọi người đều biết, đấy là đây là một cái game trả phí và nó khá đắt, 1,2 triệu cho một tựa game hay. Kể cũng đáng mua nhưng mà liệu bạn có đủ tiền và đủ dũng khí để mà xin bố mẹ tiền mua game này không? Cũng chưa chắc đâu nhỉ. 1,2 triệu đó. Tuy nhiên, bạn cũng vẫn có thể chơi chú khỉ bằng một cái game khác nhẹ nhàng hơn mà lại còn có thể chơi trên điện thoại. Bạn cũng có thể chơi luôn cả chư bát giới, chơi luôn cả đường tăng. Ở đây đường tăng còn vô cùng đẹp trai. Bạn muốn có một con bốt holy tinh xinh gái, ở đây cũng có luôn. Bạn muốn được chụp ảnh vào những cái khoảnh khắc tuyệt vời của gameplay, đây cũng có liền. Và có một chút khó khăn sao? Con game này cực kỳ khó. Thế nhưng tất cả những cái điều đấy bạn đều có thể thao tác ở trên điện thoại di động của mình. Nghe tuyệt vời không? Quá là tuyệt vời. Nhưng nó ngon, nó bổ. Lại còn rẻ nữa. Một con game chỉ giá chỉ có 45.000 đồng. Và bạn hoàn toàn có thể sở hữu nó một cách miễn phí bằng cách tải file APK đối với điện thoại Android. Còn iOS thì tôi không biết. Và xin giới thiệu các bạn, Ruby Heroes. Đây là một trong những tựa game có thể nói là rất lâu đời rồi, nhưng nó là một trong tựa game mà ra theo dạng màn hình ngang platform hay nhất mà tôi từng chơi. Lấy cái cảm hứng từ Tây Du Ký thì chúng ta sẽ đến với một cái tựa game đi cảnh và đóng vai bốn thầy trò đường tăng. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với câu chuyện này. Đây là một tựa game cũng ra đời khá lâu rồi. Và chắc hẳn là nếu mà đã có niềm yêu thích với những cái chủ đề game về Tây Du Ký, chắc chắn các bạn đã từng nghe hoặc là đã từng chơi thử game này rồi. Ai chưa chơi thử thì hoàn toàn có thể tìm kiếm file APK để mà tải về trải nghiệm nhé. Còn nếu như bạn muốn trở thành một người mà ủng hộ nhà phát triển, hoàn toàn có thể mua ở trên App Store cũng như là Google Play Store với giá chỉ 45.000. 45.000 thì còn chưa bằng một bát phở của bạn nữa. Quá là đơn giản, quá là nhẹ nhàng. Ok. Úi giời. Nhìn chú khỉ này thì cũng gọi là chiến không phải bàn luôn. Mình sẽ được điều khiển tận 4 nhân vật này trong hành trình đi tìm. Đi tìm gì ạ? Không phải đi tìm lô căn đâu ạ. Lần này mình sẽ đi thỉnh kinh theo đúng như là nguyên tắc của Tây Du Ký. Tất nhiên là đây là một bộ phim không phải à một cái game không phải là do người Trung Quốc làm, nên họ sẽ không đi lấy kinh theo cốt truyện của mình đâu. Ok, dông dài thế là đủ rồi, mình sẽ bắt đầu tiến hành vào gameplay nha. Bắt đầu gameplay thì nó sẽ là một vùng đất băng giá. Mình đã được đóng vai ngay làm Tôn Ngộ Không. Mà đây là Tôn Ngộ Không thứ thiệt nha. Đây. Bạn biết đây là ai không? Heroes beware. Này, hùng hãy cẩn thận, phía trước là bầu trời và một màn đêm bất tận. Nhưng mà đừng lo lắng bởi vì mình sẽ có trọng trách. Tôi là Quan Âm Bồ Tát đó.
Bạn là Bồ Tát, hãy bắt đầu cuộc hành trình Tây Thiên đi. Gameplay trông quá là mượt mà luôn. Mình sẽ được hướng dẫn này, nhảy lên để nhảy, nhảy đúc. Một cái cơ chế rất là bình thường ở những cái tựa game kiểu platform màn hình ngang này. Nhảy đúc để nhảy cao hơn này, lộn vòng này. Gặp quái thì đánh này, đánh thì một lúc thì sẽ tạo ra combo này. Đấy, đấm đấm đấm, được. Đấy, có vẻ như là cái cơ chế này hoạt động rất là đơn giản thôi, kiểu dễ chơi. Nhìn một phát là có thể hiểu là cái này mình có thể nhảy lên trên tường này. Thêm vào một cái tính năng nữa là thay đổi nhân vật. Và ngay ở level 1 thì chúng ta đã được chơi một nhân vật, đây chính là Chư Bát Giới. Chư Bát Giới này trông có vẻ to béo nhưng lại có khả năng đặc biệt hơn Tôn Ngộ Không, đấy chính là bay cao hơn. Dù sao anh cũng là Thiên Bồng Nguyên Soái cơ mà. Đó, mỗi một con thì nó sẽ có một nội tại nhất định. Ngoài việc đánh thường thì sẽ có một điểm lợi thế nhất định. Đấy là lý do mà cái tựa game này nó đa dạng phong phú, bởi vì một cái tựa game nó sẽ yêu cầu rất là nhiều những nhân vật phối hợp với nhau, sử dụng kỹ năng khác nhau để mà hoàn thành game, chứ không phải là sử dụng một nhân vật duy nhất. Như vậy thì Tôn Ngộ Không không phải là một cái nhân vật mà chủ đạo trong này, mà đây chính là bốn thầy trò. Đấy là lý do tại sao mà game không phải là game Tôn Ngộ Không mà là game Unruly Heroes có số nhiều. Tức là hàm ý của game ấy đã là việc chúng ta kết hợp nhiều hero với nhau. Hoàn thành level 1, không có gì khó. Ông bên trái chính là Đường Tăng Sư Phụ kìa. Nhìn trông không giống Đường Tăng cho lắm. Game này hoàn toàn các bạn có thể chơi ở trên tay cầm nữa. Ngoài việc là đã được port lên trên hệ máy điện thoại thì hoàn toàn có thể chơi ở trên Switch. Nhưng không biết, mình không biết mức giá ở đấy thì như nào. Nhưng có vẻ như là nếu mà điều khiển trên đấy thì nó sẽ trải nghiệm tốt hơn, vì mình sẽ có bàn phím dạng như kiểu là nó cơ động hơn ấy. Ở trên màn hình điện thoại thì nó sẽ không thể nào có cảm giác được như vậy, mặc dù là nó cũng khá là dễ chơi. Biến thành Chư Bát Giới để xem bay lên cao ăn tiền nào. Bị trơn rồi, bị trượt nào. Cơ chế vật lý ấy, nhìn khá ổn đấy. Đây có gì đây? Trong ánh sáng hình ảnh rất là bắt mắt, rất tuyệt vời. Và xứng đáng một tiền bát gạo. Và đây, đây chính là con hồ ly tinh xinh đẹp mà tôi đã nói ở phần giới thiệu. Ngay ở level 2 chúng ta đã tìm thấy ngay một nhân vật có vẻ như phản diện nhưng mà lại cũng khá xinh đẹp, một con hồ ly tinh. Và nó ra làm gì đây? Nó đang khiêu khích mình để mình đuổi theo nó. Trước hết là phải đánh lại con rốt rồi nữa. Ui, gọi đệ ra sao? Quá nhẹ nhàng, quá đơn giản. Mấy thằng oắt con này tuổi gì, đúng không? Một phong cách đậm chất chiến đấu Trung Hoa. Ai chà. Sập. Sập này không biết có ngã không ta? Đấy là một cái thác và chúng ta sẽ phải... Ai à? Chúng ta sẽ phải dùng chiêu né. Hiện cái kỹ năng thứ hai, chiêu né. Ai chà. Hay quá nhờ. Tôi không nghĩ là cái đấy nó sẽ lật sang bên nữa, mà nó sẽ cắm thẳng xuống. À, chết luôn một mạng rồi. Thì ở đây mình sẽ có hai mạng này. Đó chính là mạng của Chư Bát Giới và mạng của Tôn Ngộ Không. Mình sẽ lấy lại được cái hồn của anh Tôn Ngộ Không này bằng cách là đánh thường. Thường. Quên mất, không bấm vào được.
mình sẽ phải dùng chiêu đánh để mà hút lại hồn. Đơn giản không giống như là tìm cái lục căn của đại thánh đâu. Chỉ cần né qua object này là xong rồi. Đó. Nhẹ nhàng. Đây là một cái chìa khóa để mở ra cái gì đây? Chắc ở dưới sẽ có cánh cổng ha. Thấy đâu nhỉ? Cửa đâu nhỉ? Đó, không phải chỗ này rồi. Mình trượt xuống rồi nào. Mình còn một mạng nữa mà. Rồi, tiếp theo chúng ta được giới thiệu ngay một nhân vật. Đây là Satan. Anh Satan không có phải vác hành lý, nhưng tay rất to, chân lại rất bé. À, đấm rơi luôn. Đánh nó. Đúng rồi, như nào? Anh Satan này trông lực ghê ta. Ây chà. Tanh tốc đỏ. Kinh chứ. Tay không, uầy. Ý, chồng đẹp ghê. À, chìa khóa là mở cánh cửa kia. Không biết là ở chương 3 chúng ta sẽ được bắt gặp Đường Tăng Sư Phụ hay là không đây. Không biết là Đường Tăng Sư Phụ sẽ có cái gì nào. Cái nhược điểm ở cái game này lát hơi lâu nha. Mỗi level này lát lâu ra phết. Chế di chuyển lên trên này. Cái cơ chế này thì rất đơn giản rồi. Mình không cần về học thì những cái game mà dạng này thì nó đều như vậy, bám vào thành đá để nhảy lên trên. Có một cái game mà nó tương tự như cái game này mà hiện tại đang dùng cái chủ đề điện thoại Việt Nam mà đang hiện tại đang bán ở trên Steam với bản demo miễn phí, anh em có thể tải về trải nghiệm. Đây là một cái sản phẩm mà hoàn toàn được phát triển bởi những cái nhân lực người Việt và đó hứa hẹn là một cái game thuần Việt. Có vẻ như không đột phá lắm nhưng mà nó là một cái sản phẩm khá là ok. Anh em có thể thử. À, đấy thì ở trên Steam thì đang dành cho PC mà thôi, trên máy tính cầm tay thôi. À, máy tính cá nhân thôi. Trông biến ảo ấy. Trốn đi đâu? Sao? Đừng có chạy. Chạy mất rồi. Lừa. Rồi. Vai trưởng à, lừa thật rồi. Dừng có hòn đá rơi xuống chứ. Không sao, anh chưa gỗ năng. Anh bay. Lấy cái hồn của anh khỉ á. Sao khó được ta. Rồi. Đó, sức mạnh của một cái con mà có lợi thế bay bổng nó là như thế đấy. Được chưa ạ? Làm sao cười? Cười cái gì? Cười.
Và mình đánh với con boss đầu tiên chăng? Một con mini boss. Đây này là con lúa cực to. Shum. Ở đâu? Shum mua máu to phết nha. Ở đây sau khi mà muốn nó đánh thì nó sẽ đánh liên tiếp. Muốn nó đánh và sẽ thực hiện một cái đòn combo cuối cùng là chưa mạnh nhất. Xiên nhìn trông các anh lực chưa? Ô, lực bất tòng tâm mà đấm cho một phát là tiêu lời luôn. Cố thân anh đã bị đấm chết rồi. Nhìn con máu của mình không nhỉ? Anh không nhìn con máu. Chưa phải thanh máu nhỉ? Ừ đúng rồi. Cái thanh máu là cái thanh tròn tròn ở trên người của mỗi nhân vật đó. Nếu như chúng ta fail, chúng ta hoàn toàn có thể cầm lại được cái linh hồn nhé. Đây rồi, đường tăng, cảm ơn đã giúp cứu thoát đường tăng sư phụ. Như vậy chúng ta đã ngay trong chương 3 đã cứu được đường tăng và khóa nhân vật thứ 4. Đường tăng này trông như kiểu Ancient One nhỉ. Biết có bắn trưởng không? Để biết được đường tăng này có sức mạnh thế nào thì chúng ta sẽ hẹn nhau ở trong chương tiếp theo khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình với 4 thầy trò đường tăng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. See ya.